thì nó ra được mình có được những cái gì đấy để mình tồn tại cuộc sống cũng đang làm khó rồi. Người ta cái thời điểm đi học đấy rất là đói. Thế là tôi cũng thấy hôm có khi còn vất vả hơn, nhưng cái thời điểm tôi đi học thì nó đói như thế. Nên là mình rất cần tiền. Và đây tôi chia sẻ với bạn là tại sao mình lớn được. Hôm nay là chia sẻ với cả thầy Hùng nữa cái trải nghiệm của tôi khi mà tôi đi chụp ảnh trên bãi vàng. Thế là cái lần sau mình chụp rất nhiều ảnh lên trên bãi vàng, nhưng mà người ta không đào được vàng, nó không trả được. Thế ảnh đấy cứ cầm, nhưng giờ tôi lấy tiền được cái ảnh. Thế mà anh ở trên đấy hàng mấy tháng trời đợi người ta khai thác được vàng, người ta mới lấy ảnh, mình mới có tiền được về. Thế mà đến cái giai đoạn cuối cùng, tôi nghĩ đến cái tháng hay tuần cuối cùng, trong có 2-3 tháng thôi. Thế tuần cuối cùng là mình bức bách quá rồi, mình đi vay tiền ở dưới này của bạn bè để hết chụp ảnh. Nên đấy lại không có tiền, cầm ảnh thì mình cầm gì ảnh, cởi với khác của ảnh mình đâu. Thì thà cho ảnh nhưng mà về. Và đến cái giai đoạn cuối cùng anh nghĩ là có thể vì một vài trong mình có thể giết người. Lúc đấy mình trần nhận ra, tôi chết rồi, thế mình trở thành cái gì thế này? Tại sao mình học hành, mình lớn lên đến bây giờ mình có thể là trở thành tội phạm, có thể giết người vì một vài trăm nghìn. Thật ra khi anh nhận điều đấy anh có 21-22 tuổi. Đấy thì anh thấy là mình đã bị bế tắc của cuộc sống. Tại sao mình cần tiền quá, mình sẵn sàng làm bất cứ gì để có tiền. Thì anh bảo từ chết rồi thì mình sẵn, mình có thể mình đánh đổi mất cả cuộc đời mình. Và với anh mới quay trở lại, ra thoát ra khỏi cái bát vàng này với những cám dỗ đấy. Thế là người ta nói là bị tận cùng thì cái gì cũng có, nó phản lại, cái gì cũng có thể làm được. Thế bị dồn đến chân tường ấy, thì rất may thì nói sang cái thì anh trần nhận ra là mình không thể đi được con đường ấy được. Mình không thể cứ loay hoay ở trên đấy không vì một ít tiền, vì cáu giận thế này, cáu giận thế kia mà mình có thể giết người được. Thì đấy là những cái mà anh nghĩ là cái tôi cùng một cái khó khăn mà anh phải sẽ làm. Thì anh quay lại chia sẻ những câu chuyện của Thúy. Thì anh nghĩ là đến bây giờ thì anh không đặt cái mục tiêu là mình phải kiếm tiền. Tiền vào mọi tháng thì cuộc sống trở nên rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Nghĩa là mình không có cái lòng tham, sự tham ở bất cứ công việc gì mình tham gia vào, thì đầu óc mình trở nên sáng suốt và mình quyết định không bị những cái áp lực bởi những cái gọi là của cá nhân mình chen ngang vào nữa. Thì thật ra trong công việc của mình hay không, mình nhìn thấy mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Nếu cách đây khoảng 2 năm thôi, hỏi cái mục đích cuối cùng của cuộc sống của anh cũng không nhìn thấy. Thế là bây giờ thì mình thấy được ngồi với em đây là anh thấy hạnh phúc rồi. Được ngồi với thầy Hùng, được thầy chia sẻ cái kinh nghiệm, xong được ngồi với em đây là mình thấy hạnh phúc và mình rất muốn trân trọng những cái giây phút đấy. Thì bây giờ cái như bạn Thúy nói là tại thời điểm nào thì anh mới cảm nhận được là không phải là làm tất cả là vì tiền nữa. Đồng tiền rất quan trọng, mình có tiền mình giúp được người, mình muốn làm công đức xây chùa này chỗ kia, mình có tiền mới làm được đó. Nhưng mà không thể nên kiếm tiền bằng mọi giá như thầy nói. Chúng ta bằng cái tâm của mình, bằng những cái trí tuệ, cái năng lực của mình kiếm tiền bằng cái quang minh chính đạo. Thế còn cơ hội như các bạn nhìn thấy có rất nhiều. Tại sao cùng nhìn một cái cốc chén này mỗi người nhìn thấy một kiểu? Nếu chúng ta nhìn thấy thì cơ hội vẫn còn ở đâu. Và những cái thời điểm khó khăn như này thì là càng có rất nhiều cơ hội cho mọi người. Hy vọng rằng đó sẽ là một cái tham vọng và chính đáng, và hãy sử dụng đồng tiền như là một cái công cụ phục vụ cho một mục đích dài hơi hơn trong cả cuộc đời của mình, chứ đó không phải là lợi ích mà bạn hướng tới. Và tôi nghĩ rằng là câu hỏi của bạn sinh viên học mỏ rồi rất là hay, và không biết là thầy bạn có đồng ý để ban tổ chức là trao một món quà cho bạn không ạ? Và bây giờ xin mời một câu hỏi tiếp tục từ phía khán giả. Ban tổ chức có thể chuẩn bị cho một bạn gái không ạ? Cảm ơn bạn đã chương trình mình. Và em xin chào thầy và chào anh ạ. Em là Thanh Hoa và thi đang học tư. Trước tiên em muốn chia sẻ một số điều, đó là khi mà bước vào năm thứ tư, cảm giác đầu tiên của em đó là hoang mang, cực kỳ hoang mang, bởi vì một số lý do.
nhưng mà em cảm thấy là tiếng Anh mà em đang học em cảm thấy không hề phù hợp với nó, và chính vì vậy mà thậm chí là em còn cảm thấy là em không biết là niềm đam mê của em là gì. Và vì vậy em muốn hỏi thầy và các thầy là làm thế nào để có thể khám phá được cái đam mê của mình, cũng như làm thế nào để có thể khám phá được cái khả năng, cái điểm mạnh, điểm yếu của mình để có thể dần thành công trong sự nghiệp. Và câu hỏi thứ hai đó là khi thầy đã nói rằng là sinh viên Việt Nam thiếu rất nhiều khả năng làm việc nhóm, khả năng độc lập hay những kinh nghiệm thế, vậy điều đó có phải có nghĩa rằng là khi mà làm sinh viên thì bạn nên tham gia nhiều, tham gia vào việc làm thêm hay là các hoạt động ngoại khóa còn nhiều tốt? Xin cảm ơn bạn. Có thể hỏi thêm là hiện tại bạn đang học trường nào hay gì? Mình đang học trường ngoại thương và khoa của mình chuyên ngành thương mại quốc tế ạ. Và vì thời lượng thì cũng còn nhiều nên là tôi sẽ kết câu hỏi này về những thông tin mới. Alo, trả lời câu hỏi thứ hai trước. Trả lời câu hỏi trước, tức là đấy lại quay lại cái bài toán là chúng ta không biết làm thật. Một em sinh viên trường ngoại thương là một cái trường tôi cho là thuộc diện top của Việt Nam đấy, mà cũng vẫn phát biểu năm thứ tư mà vẫn tự tin và vẫn luống cuống. Mà cái chuyện em luống cuống là bình thường và các bạn đều cũng đều luống cuống cả. Ở đây tôi sẽ nói cho tất cả những bạn, đặc biệt là bạn năm thứ nhất thì phải nhớ ngay câu này này. Năm thứ nhất là nhớ được, việc năm thứ tư thì có lẽ là hơi muộn rồi. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Việc đầu tiên các bạn phải nhớ của tôi ấy là theo nghiên cứu của tôi là 97% sinh viên Việt Nam và các bạn ở đây không có mục tiêu cuộc đời. Còn tôi công bố trên báo chí là 93%. Báo nào hỏi cũng là 95%. Những con số thật là 97%. Và nếu mà chỗ này không chừng 400 người thì đôi lắm cùng lắm, chứ cùng lắm có chừng chứ khoảng 30 sinh viên là có mục tiêu cuộc đời rõ ràng. Còn lại hầu hết các bạn ở đây là không có mục tiêu cuộc đời. Thế thì bây giờ các bạn nào càng trẻ càng tốt, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, càng trẻ càng tốt, và đêm hôm nay đừng ngủ, đừng thức một đêm đi, nghĩ về mục tiêu cuộc đời của mình đi. Thế còn em nói lại năm thứ tư mà em mới biết phát hiện là cái ngành của em không hợp với em ấy, thì tôi cũng lại vô cùng đáng tiếc. Và riêng năm ngoái tôi đã giúp cho khoảng 20 sinh viên chuyển trường bởi vì sai nghề đấy. Và rất tiếc là không biết bao giờ quay lại Thái Bình để nói chuyện với các em trường thi đại học ở trường chuyên Thái Bình với từ Tiền Hải nữa, rồi vừa có mấy em ở Quỳnh Phụ cũng gọi điện cho tôi. Cái việc này là các em phải làm từ cấp 3, chờ đến năm thứ tư đại học mà bắt đầu mới biết phát hiện là làm sai nghề. Tại sao là các bạn thế? Thế các bạn là năm thứ nhất, năm thứ hai ấy, mà nghĩ kỹ đi, nếu thấy sai nghề đổi ngay bây giờ thì kịp. Năm thứ tư thì nó kịp nữa, thì sắp ra trường được rồi. Vậy thì không như trong trường hợp của bạn ý, bây giờ đã chốt là sinh viên thứ tư rồi ạ, không phải tình thế nào thì cho bạn nữa. Không phải chỉ có tình thế, mà tôi nói thứ nhất, các bạn mình là dân khoa học, mình nói cho các bạn là 97%, em cũng nằm trong 97% đấy thôi, chẳng có gì lạ cả. Các bạn đều không có tư cuộc đời. Bây giờ tại sao một cái hệ thống giáo dục nó có như vậy, bố mẹ cũng dạy trẻ em dạy cả. Và tôi là một người thuộc cái nhóm đầu tiên của những người đi dạy một cách là một cuộc đời. Và Việt Nam không dạy cái môn này. Mà đánh nhất một đêm môn của đầu tiên, các bạn từng học những cái môn vớ vẩn của em nữa thì phải học cái môn đầu tiên là môn xác lập mục tiêu cuộc đời đầu tiên. Học năm cái môn đấy đấy, học năm thứ nhất là vẫn môn duy nhất là môn xác lập mục tiêu cuộc đời. Học xong rồi học môn khác chứ không thì em lại đấy mất 4 năm đại học không biết là bỏ em sai hết rồi, thi công không nào mất bao nhiêu năm. Ví chưa? Thế thì bây giờ không, bởi vì cũng là ngoại lệ, không phải bài toán tình huống và tất cả các em sẽ phải làm cái chuyện này. Vì 50% các bạn ngồi đây, một nửa chỗ này, một nửa bên này, các bạn ngày mai sẽ làm trái nghề. Các bạn sẽ làm trái nghề, các bạn làm kế toán hay người bán hàng, mà bạn học người bán hàng thì ngày mai biết văn, bạn học biết văn thì mai có khi đi làm toán. Một nửa các bạn ngồi đây sẽ làm trái nghề, và tôi với Khán cũng làm trái nghề, và rất nhiều chúng ta làm trái nghề, tôi làm trái nghề. Và cái chuyện em bạn nữ bạn đừng có thất vọng, bởi vì tôi làm có những cái nghề của tôi nó chả liên quan đến cái việc học cả. Ví dụ bạn biết là tôi làm phóng đốc FPT là một công ty về công nghệ thông tin đúng không nào, tôi có một công ty làm về tự động hóa đúng không nào, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty chuyên sản xuất rượu làm thuốc đúng không nào, chả biết gì cả. Thế tôi em biết là bây giờ công ty chuyên môn xuất bản sách đúng không nào, các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Thế nên cái chuyện em không đúng nghề là hết sức bình thường. Nhưng vấn đề là em phải có trí tuệ của em thế mà thôi. Tức là bởi vì quay lại đây cái câu này tôi rất muốn các bạn, trước tôi quên mất, hôm nay gặp các bạn tôi vui quá, rất muốn thứ mất nhiều hơn cho trẻ. Nhưng mà cái mà cái quan trọng nhất mà khi đến giờ tôi đúc kết ấy lại cũng chỉ cần 2 từ thôi mà Đức Phật dạy rồi: sức khỏe và trí tuệ. Và ngay cả Thúy ngồi đây, em đừng chủ quan, em không có bệnh đấy, đừng chủ quan. Và các bạn đấy rất nhiều, các bạn đừng chủ quan đấy này. Tôi có em sinh viên học kinh tế quốc dân này, chưa kịp, tức là nếu mà vừa tốt nghiệp đại học xong thì nó chết rồi, những bệnh tai nạn giao thông cũng nhiều, bệnh tại u các thứ. Và ngày
ngày 20 tháng 10 rồi cho công ty tôi toàn bộ nhân viên đi khám bệnh. Nhiều em trẻ mang cái tầm tuổi các em 22-23 tuổi bệnh nữa, tiểu đường mỡ máu, nhưng khám mấy tuổi đâu. Đừng chủ quan sức khỏe của bạn khỏe, hãy bình tĩnh đi nhé. Thì không phải đơn giản đâu. Cứ nghĩ là thằng Hùng yếu nhưng mà chưa chắc sức khỏe yếu hơn ai đấy. Thế thì cái sức khỏe và thứ hai là trí tuệ. Vì khi em có trí tuệ, nhất là bạn của sao mà dễ được. Đa phần các bạn mình nói đi tìm tiền thì đừng thích lắm rồi. Nhưng mà tôi nói các bạn muốn có tiền được thì phải có cái thứ hai. Trí tuệ. Em có trí tuệ thì cực kỳ có nhiều tiền. Một cái bài toán rất đơn giản. Ví dụ như là tôi giao cho em, tôi tặng cho mỗi bạn ở đây 1 kg thép. 1 kg thép. Thì bây giờ cái việc đầu tiên các bạn, tôi bạn thử nghĩ trong đầu 5 giây thôi. Không được nghĩ lâu là 1 kg thép bạn sẽ làm gì? Bạn không cần trả lời, bạn thử nghĩ xong cứ trả lời lắm ạ. Không được nghĩ lâu. Thì bạn thứ nhất là có 1 kg thép thì bạn ném đi. Có bạn thì bảo, thấy là em 1 kg thép em phải về nhà thử nghiệm đủ thiêu. Là một người thân thì nghĩ là em giúp mãi em thử nghiệm đúng không ạ? Bạn cứ mang lên bàn thờ em thờ. Bạn nữa thì bảo em bán sắt vụn lấy tiền chưa đến ăn. Một bạn nữa thì em bán lại sắt chuột tinh. Đó, là bao nhiêu tiền, một cân đi bao nhiêu tiền. Một bạn nữa thì có thể nói là em làm cái gì đó, làm dao để đấy. Rồi em cứ làm nữa. Nhưng mà bạn nào đây nghĩ là em phải nghĩ bằng cách dùng cân thép của thầy sản xuất ra cái lò xo đồng hồ cái chip chẳng, thì chỉ cần một cân thép thôi bạn có thể kiếm vài triệu đô. Nếu tôi vẫn tặng bạn một cân thép bằng nhau, tất cả mỗi người tặng một cân thép, tôi tặng thật được, nhưng tôi nói là đùa đâu. Có thể tôi tặng mỗi bạn cân thép theo cái nghĩa là cái bóng. Bạn sẽ nghĩ là cái gì? Bạn nào mà nghĩ chuyện là em sẽ dùng cân thép được, em sản xuất bằng được cái dây cái máy xo ấy để lắp cho cái đồng hồ thực sự ấy, thì dùng cân thép đấy dĩ nhiên ít nhất là thấy bạn có triệu đô. Ít nhất bạn có triệu đô, nếu bạn dùng cái thép đó bạn sản xuất ra được cái lò xo lắp cho đồng hồ thực sự, đúng không? Tức là cái idea đây là phải có trí tuệ. Thế thì em học trường nào không quan trọng, em học khoa nào cũng quan trọng. Vấn đề phải chọn em định làm cái nghề gì, mà em chọn cái nghề đó làm cái có trí tuệ. Mà khi em có trí tuệ thì em có tiền, có hạnh phúc, có đủ mọi thứ trên đời. Quan trọng là trí tuệ, sức khỏe trí tuệ. Thế em yên tâm nhé, không lo lắng gì đâu. Câu hỏi này thì em xin nói lại để riêng cảnh giao diều và để sau phần này sẽ đến phần của thầy Hùng. Thì cái câu hỏi của bạn sinh viên năm thứ tư của trường Ngoại Thương cũng như chia sẻ của thầy vừa rồi, thầy Hùng cũng không làm đúng nghề và anh cũng không làm đúng nghề mình học. Thì thực sự đấy là cái rất tiếc là chúng ta không xác định được cái định hướng cho cuộc đời chúng ta ngay từ đầu. Nhưng mà phát hiện ở đây hôm nay với cái buổi gặp này để mà đánh giá chất lượng sinh viên hiện nay ấy, thì anh nghĩ là có rất nhiều cách nhìn, có nhiều cái tiểu cận nhau. Như anh nói là các em có nhiều cơ hội lên, nhiều cơ hội hơn bọn anh, có các cái hành trang chuẩn bị tốt hơn. Nhưng mà đúng các em lại cũng chịu sự cạnh tranh nhiều hơn. Ngày xưa anh ra trường một khóa bọn anh chỉ có 300 sinh viên vào trường và 300 sinh viên ra trường vào trường học. Nhưng bây giờ cái số lượng đấy lên đến hàng ngàn, hàng chục ngàn. Thì cái chúng ta sẽ phải cạnh tranh để nắm lấy những cơ hội đấy cũng khó hơn. Nhưng bản thân anh nghĩ là cái việc mọi người đánh giá như thế nào không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta nhìn nhận thế nào. Để mọi người khác tôn trọng đánh giá mình thì bản thân chúng ta phải tôn trọng chúng ta đã. Như thầy Hùng vừa nói đấy, chúng ta cái sức khỏe này, cái sức khỏe là trí tuệ. Đầu tiên là sức khỏe chúng ta phải